Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối mùng 6 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với tập đoàn FPT đang tìm cơ hội đầu tư ở Hưng Yên. Ban dân vận tỉnh ủy tọa đàm về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn bởi xung đột Nga-Ukraine. Phát hiện hai cơ sở xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường An Tảo. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn FPT để trao đổi về hợp tác đầu tư xây dựng trường chất lượng cao FPT và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Dự buổi làm việc trực tuyến tại điểm cầu thành phố Hà Nội có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn FPT giới thiệu khái quát về những lĩnh vực hoạt động của tập đoàn FPT và những thế mạnh trong lĩnh vực chuyển đổi số và hệ thống giáo dục FPT. Dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông liên cấp chất lượng cao FPT tại Hưng Yên cho học sinh 3 cấp gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tập đoàn FPT đề xuất hợp tác với xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, phấn đấu đưa tỉnh trở thành địa phương chuyển đổi số tiêu biểu trong thời gian ngắn nhất, đưa ứng dụng chuyển đổi số vào cuộc sống, hợp tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh của tỉnh như giao thông, các khu công nghiệp và đô thị. Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến phát triển giáo dục, hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế bền vững của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao các lĩnh vực hoạt động tập đoàn FPT, đặc biệt là về công nghệ và đào tạo cũng như xu hướng hợp tác phát triển của tập đoàn. Tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn FPT, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch đất phục vụ phát triển các dự án giáo dục, trong đó có khu Đại học Phố Hiến, đề nghị tập đoàn triển khai sớm dự án. Về chuyển đổi số, đề nghị tập đoàn phối hợp cùng tỉnh đầu tư phù hợp và thiết thực, chú trọng lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, thủ tục hành chính. Đề xuất của tập đoàn FPT thì chúng tôi ủng hộ. Thế còn cái vị trí ranh giới địa điểm thì khi nào mà ta chính thức người ta đầu tư thì chúng ta xác định ranh giới. Làm sao là mình xây trên một cái diện tích phù hợp về chuyển đổi số. Đôi khi mình đi nhanh quá nhưng cơ sở hạ tầng không đáp ứng được và chưa đáp ứng được, trở thành rất lãng phí. Quan điểm của Hưng Yên là ở mức độ theo nội trình phù hợp với tình hình hiện tại mà có chuyển đổi để làm sao thay đổi trong các lĩnh vực trọng yếu. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 4 năm 2022. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện một số bộ ngành đoàn thể trung ương thông tin phân tích về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và công tác khuyến học thời gian qua, giới thiệu dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, qua đó giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp nắm chắc nội dung các chuyên đề đã được truyền đạt tại hội nghị để tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chiều qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 15 ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị. Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho 656 dự án, có đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó có 261 dự án giải phóng mặt bằng đi vào hoạt động sản xuất, có 395 dự án còn khó khăn vướng mắc, bất cập, đặc biệt đối với các dự án phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đại diện các sở ngành địa phương và người dân đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các
giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng, trong đó tập trung vào các vấn đề như những khó khăn vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc sinh kế sau thu hồi đất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cơ sở, những kinh nghiệm trong vận động tuyên truyền. Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Quách Thị Hương đề nghị trong thời gian tới cần đưa cán bộ làm dân vận mặt trận, các đoàn thể vào ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng cơ sở để xác định rõ trách nhiệm từng thành viên, tăng cường bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, công khai, minh bạch mọi cơ chế chính sách, đặc biệt là đối thoại trực tiếp với người dân, qua đó tạo sự đồng thuận của người dân cho công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Sau 3 ngày học tập, sáng ngày 6 tháng 4, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận các cấp năm 2022 đã bế mạc. Sáng qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Văn Lâm tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngành tuyên giáo huyện Văn Lâm trong tình hình mới. Dự tọa đàm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Các ý kiến thảo luận tập trung đánh giá những kết quả nổi bật trong hoạt động tuyên giáo cơ sở, những hạn chế khó khăn trong hoạt động công tác tuyên giáo, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngành tuyên giáo thời gian tới, nổi bật là các phương pháp để triển khai quán triệt chỉ thị nghị quyết đạt hiệu quả, kỹ năng để nắm bắt dư luận xã hội kịp thời và chính xác, nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò các lực lượng thực hiện hiệu quả thực chất đồng bộ công tác tuyên giáo. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, huyện Văn Lâm cần chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội có chất lượng, thường xuyên được tập huấn, đội ngũ làm công tác tuyên giáo bản lĩnh, gương mẫu, tâm huyết, có tư duy phản biện và dũng khí đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực chủ động đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ theo chức năng của lực lượng công an nhân dân. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới cấp xã. Năm 2022, cả nước hiện còn hơn 1,7 triệu trường hợp chứng minh thư nhân dân 9 số chưa cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Nhiều trường hợp công dân sai cấu trúc số định danh cá nhân, khó khăn trong việc cấp định danh cho các đối tượng là nhân khẩu đặc biệt. Công tác quản lý tạm trú, lưu trú chưa đảm bảo yêu cầu, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Trước tình hình trên, Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an, các địa phương cần quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, giám sát lại toàn bộ quy trình thực hiện của Công an cơ sở cho công tác cấp căn cước công dân gắn với việc cấp tài khoản định danh điện tử, ưu tiên các trường hợp công dân sinh năm 2004 đến độ tuổi đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh năm 2007 chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tổ chức triển khai cấp căn cước công dân cho người lang thang cơ nhỡ, đẩy mạnh chuẩn bị nền tảng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, nhất là các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm, y tế, giáo dục. Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nhật tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng loạt gia công khuôn mẫu và gia công hàng đơn chiếc. Để duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong điều kiện dịch COVID-19, công ty thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, áp dụng 5K. Toàn bộ khuôn viên, khu vực sản xuất, khu vực nhà ăn đều được vệ sinh sạch sẽ, công nhân chia ca làm việc theo phân xưởng, bộ phận và sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động. Đến nay, 100% công nhân lao động đủ điều kiện đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Trong thời gian qua, một số công nhân lao động của công ty bị mắc COVID-19 phải thực hiện cách ly y tế. Hàng ngày, công ty đều gọi điện thăm hỏi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe nhằm giúp cho người lao động yên tâm nghỉ ngơi, nhanh hồi phục sức khỏe để quay trở lại làm việc. Doanh nghiệp chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để công ty luôn có công việc làm ổn định, cán bộ công nhân viên đời sống không bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không ngừng đầu tư các máy móc thiết bị hiện đại nhất hiện nay, mở rộng các dây chuyền sản xuất mới như dây chuyền dập nóng, dây chuyền chi tiết hàng loạt để sản xuất các linh kiện ô tô, xe máy và linh kiện máy công nghiệp với độ chính xác cao.
Ngoài quan tâm đời sống vật chất, công ty cũng tạo không gian và sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho công nhân, lao động, tạo ra không khí vui tươi, hứng khởi cho người lao động, gắn bó và tiếp tục nỗ lực hơn nữa cho công việc. Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã gây xáo trộn cho hoạt động xuất nhập khẩu từ các thị trường này của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng, nhất là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Yên tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ chuyên chế biến các mặt hàng nông sản xuất khẩu như dưa chuột, cà chua, dứa sang thị trường Nga. Mỗi năm, công ty hợp tác ký hàng chục hợp đồng, nhưng từ cuối tháng 2 đến nay, xung đột Nga-Ukraine xảy ra. Các khách Nga đã dừng đặt đơn hàng mới, với các đơn cũ cũng không xuất khẩu được. Hiện công ty đang tồn 40 tấn dưa chuột, 200 tấn dứa và 30 tấn cà chua thành phẩm. Hiện tại là hàng tồn của nhà máy thì chưa xuất được đi Nga, cước đường biển tăng. Sắp vào vụ dưa mới thì bà con đã rồng rồi. Thế và bây giờ là muốn tiêu thụ được cho bà con thì tôi phải có hợp đồng. Đấy chứ là cũng rất là khó khăn. Gần 2 tháng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Huy Hoàng, thành phố Hưng Yên cũng đã phải sản xuất cầm chừng. Ngoài lý do về dịch bệnh COVID-19 thì nguyên nhân chính là bởi ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraine. Cái hàng nông sản này dưa xuất khẩu sang thị trường Nga là chủ yếu. Công ty còn tồn khoảng độ 10 công, tương đương với hơn 100 tấn đóng gói từ tháng 11 đến giờ chưa đi được còn tồn đọng. Doanh nghiệp cũng đang hướng tìm ra cái thị trường đầu ra của Mông Cổ và bên Trung Quốc. Các thị trường đấy rất là ít, doanh nghiệp thì gặp rất nhiều khó khăn về vốn. Hàng hóa không xuất khẩu được như đơn hàng đã ký kết đồng nghĩa với việc vốn của công ty bị kẹt lại. Sản xuất cầm chừng không chỉ ảnh hưởng đến việc làm của công nhân lao động mà còn đang ảnh hưởng rất lớn đến bà con nông dân ở các vùng trồng nguyên liệu xuất khẩu. Hiện tại giá dừa xuất khẩu đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm, trong khi giá thành phân bón, lao động, vận chuyển đang tăng. Năm nay thì giá cả phân thì cao, mà chúng tôi thì cân giá dưa thì thấp, 5.500, 6.000 một cân, đâm ra không có lãi lò gì. Những xáo trộn của thị trường được dự báo sẽ diễn ra trong cả ngắn hạn và dài hạn. Trước tình hình đó, địa phương, các ngành chức năng cần thường xuyên cập nhật đánh giá tình hình, từ đó có những cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó kịp thời. Việc sản xuất, xuất khẩu có ổn định thì việc làm của công nhân, người lao động cũng như hoạt động sản xuất trồng trọt của nông dân vùng cung cấp nguyên liệu cho các công ty mới được đảm bảo. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí hỗ trợ 30 triệu đồng một đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới trong nước, hỗ trợ 15 triệu đồng một văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. Đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới ở nước ngoài, hỗ trợ 60 triệu đồng một đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Tiếp theo là tin công an huyện Văn Lâm phát hiện 2 cơ sở xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Khoảng 11 giờ ngày 4 tháng 4, tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lâm, Công an xã Tân Quang kiểm tra cơ sở tái chế nhựa của anh Bùi Việt Hoàng, sinh năm 1983 ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, phát hiện 7 công nhân vận hành máy sửa nhựa phế liệu, nước thải sản xuất xả trực tiếp ra hệ thống mương thoát nước. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ, thủ tục liên quan đến lĩnh vực kinh doanh sản xuất và bảo vệ môi trường. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác tiếp tục kiểm tra cơ sở tái chế phế liệu do bà Nguyễn Thị Quyền, sinh năm 1972, trú tại thôn Nhân Nội, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, thuê mặt bằng nhà xưởng ở thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang. Tại thời điểm kiểm tra, có 23 công nhân đang phân loại pin, bản mạch điện tử đã qua sử dụng. Có một máy sàng lọc, tách kim loại từ phế liệu phát sinh nước thải sản xuất được xả trực tiếp ra cánh đồng thôn Ngọc Đà.
bà Quyền chưa cung cấp được hợp đồng thuê kho xưởng, giấy tờ liên quan đến hoạt động xử lý tái chế phế liệu chất thải. Tổ công tác đã lấy mẫu nước thải của hai cơ sở trên để trưng cầu giám định làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 tại bãi đỗ xe tỉnh tiếp giáp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thuộc khu phố An Dương, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo, thành phố Hưng Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm có hộ khẩu thường trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Được biết, ngày 3 tháng 12 năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3053 về việc thu hồi đất tại phường An Tảo, giao cho Ban Giải phóng mặt bằng các công trình giao thông tỉnh để nâng cấp mở rộng quốc lộ 39A. Theo đó, diện tích thu hồi để thực hiện dự án có các thửa số 19, 21, 28, tờ bản đồ số 59, đo đạc năm 1997 của phường An Tảo thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm. Sau khi có phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Tâm đã không nhất trí với việc thu hồi đất cũng như bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Ngày 4 tháng 1 năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 21 ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thị xã Hưng Yên, nay là thành phố Hưng Yên, để ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vũ Trường Tâm, và việc cưỡng chế đã được thực hiện xong vào ngày 26 tháng 3 năm 2007. Được biết, gia đình ông Sâm đã khởi kiện các quyết định cưỡng chế đến Tòa án Nhân dân thị xã Hưng Yên vào năm 2007. Tòa án Nhân dân thị xã đã xét xử và tuyên xử bác đơn khởi kiện giữ nguyên hiệu lực của các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, và Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng bác yêu cầu kháng cáo giữ nguyên hiệu lực của bản án sơ thẩm. Năm 2009, Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân tối cao ban hành văn bản trả lời với nội dung không có cơ sở để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh. Tháng 12 năm 2019, ông Sâm và các con đã có hành vi tập kết gạch, lập rào chắn, băng rôn, khẩu hiệu tại thửa đất đã được nhà nước thu hồi nêu trên. Tiếp tục, ngày 11 tháng 3 năm 2022, hộ gia đình ông Sâm tháo dỡ phần gạch của lán cũ đã xây dựng từ trước chuyển sang xây dựng lán nhà ở. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo tiến hành kiểm kê, lập biên bản vi phạm hành chính 3 hành vi vi phạm đối với hộ gia đình ông Sâm, đó là dựng hàng rào, lán tạm trái phép, đổ chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ và chiếm dụng đất của đường bộ để xây dựng nhà ở bằng chất liệu tường xây gạch, mái lập tôn. Được biết, khi phát hiện các hành vi vi phạm trên, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu gia đình dừng các hoạt động vi phạm, nhưng gia đình vẫn cố tình không chấp hành. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như trật tự đô thị và cảnh quan tại trung tâm thành phố Hưng Yên, đề nghị các cấp các ngành cần xử lý dứt điểm việc vi phạm trên. Khoảng 7 giờ sáng nay, ngày 6 tháng 4 trên địa bàn thành phố Hưng Yên xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 38 thuộc xã Trung Nghĩa. Theo người dân cho biết, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 89A-19130 do anh Giang ở Minh Hải, huyện Văn Lâm điều khiển đi từ Hải Dương về thành phố Hưng Yên đến khu vực này có biểu hiện vượt đèn đỏ. Do xe chạy với tốc độ cao đã đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 34A-07179 do anh Trung, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, và xe mô tô biển kiểm soát 71B2-12581 do ông T, sinh năm 1964, ở thôn Tam Nông, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, đang dừng đỗ bên lề đường. Sau cú va chạm mạnh, ông T tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe Ford hư hỏng nặng, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị có thể xem các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trang web hungyentv.vn và kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế.
Cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine đã diễn ra được hơn một tháng với những hậu quả rất nặng nề. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, ngày 5 tháng 4 vừa qua đã ra lời cảnh báo rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất với trật tự quốc tế bởi bản chất, cường độ và hậu quả của cuộc xung đột này. Trong phát biểu khai mạc cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xung đột ở Ukraine, ông Guterres đánh giá xung đột hiện nay thậm chí còn gây áp lực hơn cho các nước đang phát triển với hơn 1,2 tỷ người đặc biệt bị tổn thương do giá lương thực, năng lượng và phân bón tăng cao. Theo người đứng đầu của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở Ukraine phải được chấm dứt và các bên cần tiến hành đàm phán nghiêm túc vì hòa bình và dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngày 5 tháng 4, Mỹ, Anh và Australia cho hay sẽ hợp tác để phát triển tên lửa siêu vật âm và năng lực tác chiến điện tử như một phần của thỏa thuận hợp tác ba bên AUKUS giữa các quốc gia này. Tuyên bố chung của ba nước gồm Mỹ, Anh và Australia nêu rõ nhóm AUKUS cam kết bắt đầu hợp tác ba bên mới về vũ khí siêu vật âm và chống siêu vật âm và năng lực tác chiến điện tử cũng như mở rộng chia sẻ thông tin và hợp tác sâu sắc hơn nữa về đổi mới quốc phòng. Tháng 9 năm 2021, Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận ba bên AUKUS nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo truyền thông Mỹ, đây là một nỗ lực nhằm chạy đua với những bước tiến quân sự và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Hiện nay, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Triều Tiên đã đều có các vụ thử tên lửa siêu vật âm. Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov cho hay, Nga sẽ không yêu cầu các quốc gia không thân thiện thanh toán khí đốt bằng đồng rúp ngay lập tức, mà lưu ý rằng việc chuyển đổi giống như một quá trình diễn ra dần dần. Theo ông Peskov, đây là động thái theo từng giai đoạn, thận trọng và có cân nhắc đến các thực tế về kinh tế và tài chính hiện có trên thị trường toàn cầu. Chắc chắn không có chỗ cho những thay đổi đột ngột. Trước đó vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh buộc các quốc gia không thân thiện phải thanh toán các hợp đồng khí đốt với Nga bằng đồng rúp. Điện Kremlin cho biết việc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp sẽ là nguyên mẫu cho việc mở rộng sang các mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác, đáp trả việc phương Tây đóng băng tài sản của Nga. Chính phủ Lào đang cân nhắc mở cửa trở lại đất nước, đón du khách nước ngoài sau khi thí điểm giai đoạn 1 mở cửa một phần cho nhóm du khách nhất định. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào gửi đề xuất khuyến nghị chính phủ xem xét mở cửa trở lại hoàn toàn đất nước từ tháng 5 tới. Theo đề xuất, Lào sẽ mở cửa hoàn toàn cho các du khách đã tiêm phòng đầy đủ. Theo đó, du khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi tới nước này. Khi đến Lào, du khách chỉ phải xét nghiệm nhanh và chờ không quá 2 tiếng để lấy kết quả, thay vì xét nghiệm PCR và chờ 48 tiếng như hiện nay. Các du khách nước ngoài chưa tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể nhập cảnh vào Lào với điều kiện phải thực hiện cách ly 7 ngày. Ông chủ Tesla, tỷ phú Elon Musk, vừa qua đã vượt qua tỷ phú Jeff Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 219 tỷ đô la Mỹ. Theo danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2022 do tạp chí Forbes của Mỹ ngày 5 tháng 4 công bố, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của tập đoàn Tesla và SpaceX, chính thức xoán ngôi người giàu nhất thế giới, vốn do giám đốc điều hành của Amazon, ông Jeff Bezos nắm giữ 4 năm qua. Theo thống kê của Forbes, tài sản của Elon Musk tăng 68 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu của hãng xe điện Tesla tăng 33%. Hiện tại, khối tài sản của Elon Musk nhiều hơn tỷ phú Jeff Bezos khoảng 48 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên trong 4 năm qua, tỷ phú Bezos để mất ngôi vị người giàu nhất thế giới do cổ phiếu của hãng bán lẻ Amazon giảm 3%. Ngoài ra, tỷ phú này được cho là cũng đang thúc đẩy các hoạt động từ thiện khiến tài sản của ông giảm 6 tỷ đô la Mỹ. Hãng sản xuất ô tô Hyundai của Hàn Quốc đang nhắm đến thị trường hàng không với kế hoạch ra mắt máy bay hydro đầu tiên vào năm 2028. Hyundai đang thực hiện một cuộc chơi nghiêm túc trong lĩnh vực hàng không thế hệ mới với việc thành lập công ty con của riêng mình vào cuối năm ngoái để sản xuất phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện với số lượng lớn. Dự kiến hãng cho biết sẽ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2028 và hướng đến thương mại hóa vào năm 2030. Theo giới thiệu, đó sẽ là một chiếc máy bay đô thị chạy hoàn toàn bằng pin nhiên liệu hydro, không phát sinh khí thải độc hại và được thiết kế cho phạm vi hoạt động tối đa là 120 km. Ở quy mô đô thị, đó là một khoảng cách tương đối xa, bởi vì ngày nay, hiếm có thành phố nào vượt quá ranh giới 120 km. Bên cạnh phương tiện bay đô thị, Hyundai cũng có kế hoạch phát triển các phương tiện bay hydro, cất hạ cánh thẳng đứng, hoạt động trong phạm vi lớn hơn từ 190 đến 1.000 km, cho phép di chuyển giữa các thành phố khác nhau. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.